3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2. Lên 3 4 5 6 e đó là dòng mộc. Còn cái này đồ vang thì lúc cứ hát thích vang nhiều thì chuẩn 1 2 3 4 5 6. Cái này tức là cây nhái, cây cô là nhái dòng mình. Còn cái delay là cây cây lập lập lại và cây cô nhanh chậm mấy lần. Thường thường cái delay là 50, còn cái này thì tùy theo, nhưng mà đừng có nhiều quá là nó vang nó mất cái reverb đầu tiên đó. Ví dụ như mà chú hát trong phòng thì đã có tiếng gì vượt rồi mình ít hơn, nếu mà ra ngoài sân thì mình chỉ đến 10 lên 3 3 3 tiếng gì vượt, tức là cái tiếng giống kiểu trong phòng tắm thì nói đó, nó thì cả loa gì vậy, ví dụ như đứng gần mà nó không hú là ok, nhưng mà còn chìa thằng vào về là nó hú, có cái cửa này là nó hú rồi, cái này bên con là nó hú rồi, nhưng mà đừng có tránh tránh như là mình chìa thằng vào quá, thôi mình dừ dừ thôi, mình hát ai mà chìa. 1 2 2 2. Đứng xa xa về hát là nó sao đừng. Lộn. Chìa thằng vào đó là nó sao? Chạy hát nhẹ. Lộn. Xe bỏ lên xe cái từ đi luôn. Còn cái bộ luôn. Dạ. Cái bộ luôn. Cái bộ luôn. Xe nếu mà xe nó vẫn cuốn bê ơ lại thì mình bỏ mình lót lên thôi. Còn cái kia luôn chở. Nó bỏ vào trong đó luôn.